Dạ em chào chị Nga, chào Thanh Trần. Em là Thanh Thủy, năm nay em 24 tuổi. Và em đang là một mẹ bỉm bé 9 tháng rưỡi, một bé trai. Chị đã kết hôn được bao lâu mà? Dạ em kết hôn được 3 năm rồi. Khi mà biết tin mang thai nó xảy ra trong hoàn cảnh như thế nào vậy? Dạ sau khi lúc mà biết tin mang thai là xảy ra trong hoàn cảnh là em đã trễ 10 ngày rồi, nhưng mà cứ đợi hoài mà mãi nó không tới. Nhưng mà sau lúc đó là mình đợi em bé nhiều hơn hay là mình đợi kỳ kinh kế tiếp nhiều hơn? Dạ mình đợi kỳ kinh kế tiếp nhiều hơn. Tại sao mình chưa có kế hoạch? Tại vì chưa có sẵn sàng để đón em bé, tại vì vẫn còn ham chơi với lại không có biết chăm bé như thế nào hết á. Nói chung là mình vẫn chưa có thu xếp gì về cho cái kế hoạch đó, cho nên là mình không có sẵn sàng. Dạ mình chưa sẵn sàng. Thế thì bây giờ nó trễ 10 ngày rồi làm sao? Xong rồi cái lúc chiều đó vẫn đi làm bình thường, trong khi ngày đó là ngày thứ 11 rồi vẫn đi làm bình thường. Xong có đi lên khách sạn, tại em làm ở khách sạn Majestic, thì lên có nói chuyện với một chị bạn, kêu là chị em trễ 11 ngày rồi mà vẫn chưa thấy gì hết trơn. Kêu chết mày rồi, là mày có rồi đó. Kiểu gì thiệt á hả? Kêu không tin, mày đi mua que thử đi. Cái lúc đó kêu gì, đi mua que hả? Thôi ngại lắm không đi đâu. Ngại vậy thôi, tối đi làm về chị đi mua cho mày. Xong tối chạy theo chị đứng ở ngoài, đứng ở ngoài xa xa đợi, chứ cũng không dám đứng trước cái tiệm thuốc tây nữa. Trời ơi, tại sao mà như là một cô gái, là một cái gì đó nó rất lén lút, đang bị cả xã hội canh me dòm ngó lên án hay sao mà như sợ có bầu trước khi cưới hay sao vậy đó. Nghe em kể mà cắt cái đoạn đầu á, thì là người ta ngay lập tức sẽ quy gán em vô, dội cái này là ăn cơm trước kẻ nè, cái này là trốn ba mẹ yêu nhau nè. Dạ ngại vậy luôn hả? Dạ em rất là ngại. Kiểu chị đó, chị cũng nói là ủa mày có chồng rồi chứ đâu phải là mày không chồng đâu. Mà mày làm cái gì mà lố vậy? Kêu không, cái này em sợ thiệt chứ không phải là em lố. Bà chị đó rồi đó, lập lố. Đúng không, mày làm cái gì lố vậy? Rồi sao? Rồi cuối cùng chỉ mua cho mấy que? Chỉ mua cho có một que thôi mà cũng không biết sử dụng. Xong rồi về, cái tối đó ngồi đọc hướng dẫn sử dụng. Cái xong chị đó có dặn là mày thử buổi sáng á, thì nó sẽ chính xác hơn là mày thử buổi tối. Cái xong sáng hôm sau dậy thật là sớm. Bình thường mà nghỉ làm á là phải 9-10 giờ mới dậy. Xong đó là 5:30-6 giờ là dậy rồi. Cái xuống ngồi thử, mà ngồi trong một cái tư thế là chỏng đầu xuống dưới. Cái nhìn, cái nó lên một vạch rồi, cái nó lên thêm vạch nữa. Cái đó là tim nó như muốn rớt ra ngoài. Kêu chết cha, vậy không lẽ có hả? Cái xong rồi kêu chồng xuống, cái kiểu hối hả, kêu cái gì chạy xuống, kêu anh ơi cái gì nè. Cái gì nè? Cái chồng em kêu ủa cái gì vậy hả? một chuỗi luôn rất là xứng đào xứng kép. Anh ơi cái gì nè, gì ủa cái gì vậy? Đúng rồi chứ gì nữa, kịch bản đối thoại là phải như vậy chứ. Rồi sao em? Xong chồng em không biết gì hết, cái gọi điện cho mẹ chồng em mà gọi FaceTime á. Gì vậy mẹ? Kêu mẹ cái gì là sao? Cái mẹ kêu cái mẹ hỏi sao là sao? Rồi mẹ nói sao em? Có rồi đó, mà kiểu mặt mẹ vui vui, tại vì chồng em là con một á, nên là cũng mong cháu, nhưng mà em thì nhây không chịu sanh. Xong rồi lúc đó có thì mẹ rất là vui, không em vẫn chưa tin, cầm cái que chạy qua chị hàng xóm. Chị này là sao chị? Kêu rồi chúc mừng nha, có rồi đó. Rồi là lúc đó là tin không, tin chị hàng xóm không? Vẫn chưa tin. Xong có qua khi nào em hỏi hết tổ dân phố không? Không, em chắc chắn nhất là em đi hỏi bác sĩ. Ừ đúng rồi, chính xác. Hôm đó là chủ nhật. Cái qua hôm sau là thứ hai sáng đi sớm, nhờ dì chở đi, tại chồng em sợ, kêu thôi chắc có rồi nên là đừng có tự chạy xe nữa, để anh nhờ dì chở đi. Chở lên thì khi siêu âm thì là song thai. Wow, song thai. Siêu âm thì song thai, nhưng mà khi 2-3 tuần sau đi khám lại thì lại còn một. Mà trong khi hai cái phôi thì rất là lớn mà cũng có tim thai rồi. Mẹ không hiểu sao là nó mất đi một thai, nhưng mà bác sĩ cũng không biết là nó đi đâu, tại nó không ra ngoài mà nó cũng không ở trong. Lúc đó là cảm xúc của chị như thế nào? Kiểu cũng buồn buồn, kêu ủa sao tự nhiên sanh đôi mà tự nhiên giờ mất một. Lúc có bầu rồi cũng đang buồn, nhưng mà cũng vui là tại vì có bầu sinh đôi là sanh lần đó, khỏi sanh nữa. Tại vì mẹ em cứ áp lực em là đẻ là mệt lắm nha, cực lắm nha, đau lắm nha, khổ lắm á nha, ráng mà chịu. Thì mẹ em cứ áp lực em vậy nên là em sợ sanh lắm. Rồi trong quá trình mang thai như vậy là chị có bị ngán hay thay đổi nhiều trong cơ thể hay tính cách không? Dạ trong quá trình mang thai thì em là tương đối là nó dễ hơn những phụ nữ khác mang thai, là người ta hay cáu gắt, còn em rất là bình thường. Khi mà ngán là em không ngán cá mà em lại ngán thịt. Em nghe mùi thịt với lại đi nghe mấy cái xe hủ tiếu gõ ngoài đường á là mặt mày xanh mét hết luôn, là chồng em phải chở nhanh qua mấy cái chỗ đó không thôi là em sẽ ra hết ngoài đường.
Rồi trong khoảng thời gian đó giống như là mặt chị rồi xong mà cơ thể chị có bị to đó không? Dạ không, ký không. Em tới khi sanh luôn thì lên có 13kg thôi. Nên là 5 tháng em vẫn mặc đầm ôm đi đám cưới bình thường. Đầm vẫn, ôm đi đám vẫn cưới không thấy đầm bụng. Ôm không thấy bụng. Kêu ủa có bầu không dạ? Ủa mày có bầu không dạ? Kêu không biết mà siêu âm vẫn có em bé. Em không có bị rạn luôn. Em không có rạn miếng nào hết. Trước khi bầu thì em không có ngực, mà lúc mà bầu thì nó đổ hết lên đây. Cũng có, cũng có nhiều cái diễn biến mà tính ra nó lại tạo nên rất nhiều niềm vui ha. Chứ không phải lúc nào có bầu cũng bị phá tướng hay là cũng xấu. Nói chung tùy người. Cứ kỳ vậy ta, sao nói chuyện nó không xảy ra với em vậy chị? Sao tới khi em đẻ xong rồi tới bây giờ đứa thứ hai em vẫn phẳng lì? Không đấy chứ, tùy người thôi, cho nên đừng đau lòng về điều đó. Rồi kỷ niệm ngày đi sinh của mình lúc đó như thế nào ạ? Dạ cái kỷ niệm ngày đi sinh thì nó có nhiều kỷ niệm. Khoan chị hỏi là trong 9 tháng 10 ngày như vậy thì mình đã bớt sợ cái chuyện sinh con chưa? Hay cái nỗi sợ đó còn nguyên? Nó còn sợ cho tới khi đi sanh luôn. Vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì để đi sinh hết. Tại vì hôm đó là em bé nó không đạp, nó không có máy một miếng hết nguyên một ngày em đó luôn. Cái xong em đi tới bệnh viện mà em vẫn đi khám thai định kỳ đó. Thì bác sĩ kêu là nó không sao hết á, em bé vẫn máy bình thường, em bé vẫn khỏe. Cái đi về thì kêu chồng em hôm đó là đợi chồng đem đi làm về đã phải 7 giờ tối rồi. Cái hai vợ chồng chở nhau đi vô Từ Vũ để cho người ta khám lại một lần nữa cho nó yên tâm, nó đi trong đêm nó luôn. Thì trên đường đi thì người ta đang là 30 tháng 10, đang là Halloween, ở ngoài đường đông lắm. Người ta đang đi chơi Halloween đó, kêu cái em kêu thôi anh, hay là mình dừng lại đi mua đồ chơi Halloween đi rồi vô khám thai sau. Cái chồng em kêu bị khùng hả? Con không đạp không lo đi chơi. Chồng em nói vậy kêu thì giờ lỡ vô rồi bác sĩ bắt sanh luôn rồi sao đi chơi được nữa, hết đi chơi được á, với lại đi mua trà sữa uống nữa, phải có cốc trà sữa trước đi rồi hẳn sanh chứ, để mốt sanh xong mà mẹ em bắt kiêng không cho uống đâu. Chồng vô bệnh viện không chị? Vô bệnh viện, chồng đâu cho chơi. Vô xong cái bác sĩ đo tim thai thì bác sĩ kêu tim thai quá xấu. Cái xong bác sĩ cho nhập viện liền luôn. Nhưng mà kiểu em bé nó vẫn tim thai nó vẫn xấu, nó không có tiến triển gì hết trơn. Tại vì lúc đó tim thai xấu là nó như thế nào chị? Kiểu là nó đập không liên tục. Nó không đập liên tục, mà lúc thì nó đập nhanh, lúc nó đập chậm, lúc nó không đập luôn. Nên là tim thai nó rất là xấu. Nên là bác sĩ kêu không ổn rồi, phải đưa đi mổ gấp thôi. Tâm lý của em là mẹ em kêu là sanh thường nó sẽ khỏe hơn là sanh mổ. Thì tất cả mọi người đều hiểu điều đó, nhưng với điều kiện là đứa trẻ nó phải khỏe để đủ để sinh thường. Dạ. Rồi bước vô phòng mổ chị cảm thấy không? Chị cảm nhận gì cái phòng mổ như thế nào? Cảm nhận của em đó, đầu tiên là mới ngoài hành lang thôi, chưa được vô phòng mổ đó, là nó lạnh, cực lạnh. Xong rồi em nằm nhìn lên cái camera nó quay vòng, đó là cái camera làm bạn với em trong lúc đó. Cứ nằm nhìn cái camera cho nó đỡ có áp lực. Có trò chuyện với nó luôn không? Không, nằm suy nghĩ, ủa sao giờ hiện đại quá ha, camera gì mà nó cứ quay vòng, nó cứ kêu e. Cuối cùng nó có phải là cái camera không? Nó là cái camera mà nó bự lắm chị. Nó không có như camera bình thường mà nhỏ, người ta hay đặt ở ngoài cái góc. Nghe bà tả cái tự nhiên chị nhớ ngay lập tức tới cái đèn bolo ở cái sân khấu mà nó cứ lộn tới lộn lui á Thanh. Không, cái camera đen rồi. Cái này là camera mà nó cũng lộn y như cái đèn đó vậy đó. Xong rồi lúc mà người ta tới được mổ rồi, có phòng rồi, vô phòng mổ rồi là đẹp tập 2. Phòng mổ đẹp lắm chị. Xong mấy người ta nói là phòng mổ ghê lắm, nhìn sợ lắm, mà sao mà phòng mổ này đẹp quá vậy. Dạ. Sợ là sợ khúc bị gian tay gian chân á chị. Dạ đúng rồi, gian tay gian chân mà nó còn lạnh hơn là ở ngoài nữa. Nó lạnh mà em không nói được luôn á, nó run cầm cập luôn á. Xong rồi cái người ta gây mê tủy sống, gây tê tủy sống chứ. Xong rồi người ta lật cái người ngang qua thì có một bác sĩ dịnh cụp cái người em lại ôm vô cái bụng á, tại vì kiểu sợ đau rồi em dùng dãy á. Cái ôm em lại, cái lúc mà gây tê xong rồi thì lật ngửa em ra, kêu là em nhích cái mông qua đây một xíu đi. Thì em cũng nghe lời làm theo. Cái kêu ủa bác sĩ sao nhích không được, cái kêu ờ vậy là được rồi đó. Kêu ủa là sao vậy, là bị tê rồi thấm thuốc thôi đó chị. Lúc sau đó thì mới biết là bị thấm thuốc rồi, mà lúc đó là ngơ ngác. Xong rồi nằm kêu ủa mổ có đau gì đâu ta, nó chỉ thấy nhột nhột rồi nghe nó rột vậy á. Thế xong rồi lúc mà lấy em bé ra thì em bé nghe tiếng em bé khóc thì bắt đầu lúc đó là nước mắt nó tuôn, không biết sao mình vui mà mình để tuôn. Cái xong rồi nghe bác sĩ nói chuyện với nhau thì kêu là em bé không có tự thở được. Cái lúc đó là tự nhiên em không có còn một cái chút sức sống gì mà kiểu để cho cái tay em nó dở lên được hết, tại vì lúc đó lạnh là cũng cong cái tay qua như vậy để cho nó đỡ lạnh, nó buông xuôi luôn. Thì em bé người ta mới đưa ra đằng sau này, người ta lau em bé với lại cân ký thì
báo là bé trai 3,3 kg, là mỗi lúc 2:30 sáng là lấy em bé ra xong rồi đưa cho hai mẹ con nhìn mặt nhau cái là bế đi luôn. 3 ngày sau mới trả bé về cho mẹ. Thì khi trả bé về thì em bé ở với em một đêm ở trên phòng. Qua sáng hôm sau bế bé xuống khám lại thì bác sĩ kêu là bây giờ phải cho nhập viện, cho nhập khoa nhi lại, tại vì em bé bị có nguy cơ là tim to. Có nguy cơ bị bệnh tim á. Lúc đó là em bủng rủng tay chân, ẵm em bé không nổi luôn. Lo quá đâu có biết làm gì ngoài khóc đâu, mà bác sĩ cũng không nói mình lời nào. Cho tới khi mười mấy ngày sau trả bé về thì bác sĩ nói là chỉ là viêm phổi sơ sinh thôi. Đỡ quá mới nhẹ nhõm đi. Có thai thì cũng rất là gọi là chưa sẵn sàng. Sinh em bé thì cũng rất là trong một cái trạng thái nhiều nhiều nỗi lo sợ và vẫn còn muốn uống trà sữa và chơi Halloween. Thế thì bây giờ khi chăm con thì cái quãng thời gian đó nó diễn ra với em như thế nào? Lúc mà chăm con thì em không biết làm gì hết á. Lại tiếp tục không biết, là không biết gì em không biết làm gì hết. Tất cả là mẹ em làm hết. Chỉ có em cho ti là em cho nó ti thôi. Ti xong rồi thả xuống là mẹ em cho nó ngủ. Rồi lúc đó em làm cái gì? Em ngồi bấm điện thoại. Xong mẹ em lại chửi tiếp. Mày bấm đi rồi mốt mày khỏi thấy đường luôn. Mà kiểu giờ chán quá không biết làm gì giờ. Nó ngủ rồi có chơi với nó được đâu. Mà nó cứ ngủ hoài à, chị nó không dậy mà em cứ play. Thì nó là trẻ sơ sinh mà em. Em không biết em play cho nó dậy. Mẹ em kêu để cho nó ngủ tự nhiên play nó dậy. Mà giờ chán quá không cho chơi điện thoại mà cũng cho chơi với em bé rồi giờ chơi gì giờ. Nhưng mà kiểu ở dưới quê nữa, xung quanh là toàn cây cối không? Là ở đâu lận em? Dạ em ở Châu Đức á chị. Cái khu đó là toàn rẫy không ở giữa có cái nhà tàu. Dạ đúng rồi. Ở giữa có cái nhà, xung quanh là rẫy không ai chơi hết trơn á. Chồng đâu không chơi với chồng đi? Chồng ở trên phố đi làm không có về, có hai mẹ con về dưới thôi. Mà tới 3 tháng ở dưới đó cứ như thế trôi qua nhìn gì nè. Ba tháng. Vậy tính ra cái thời gian đó em đâu có chăm con, em chăm cái điện thoại chứ nhỉ? Dạ đúng rồi. Có bao giờ chị vừa ẵm con vừa bấm điện thoại không? Có luôn, lúc cho ti á. Trời ngồi ơi. Ngồi chán cái một tay vịn, một tay bế vậy. Rồi có nhiều bà mẹ là phải nỗ lực hết mình luôn á mà cũng không thể nào có được tư thế để cho con ti. Mà em làm được chuyện đó không, luôn. Em là một tay. Bỏ cái gối lên đây. Cho em bé nằm lên cái gối. Xong rồi một tay mình... cái tay này đỡ cái đầu thôi. Còn cái người em bé nằm trên gối rồi tay này rảnh. Xong rồi thôi cứ bấm điện thoại thôi. Em coi gì trên điện thoại những cái lúc đó thôi? Em chỉ lướt Facebook. Rồi em coi YouTube, coi mẹ chồng nàng dâu. Xong rồi coi đủ thứ hết. Con clip Thanh Trần không chị? Có luôn. Trời ơi em cũng có phần ở trong đó nha chị. Không, động lực nhưng, tới đây nhưng, là Thanh Trần. Nhưng mà khi em lướt điện thoại như vậy đó thì em có bắt gặp được những cái bài mà nó cũng nói về tác hại của điện thoại đối với mẹ bầu, đối với mẹ có con nhỏ và đối với em bé sơ sinh không? Có chị. Rồi sao? Bỏ xuống được xíu, chán quá cũng cầm lên lại. Có nghĩa là thực ra là về cái việc biết tác hại hay không là mình có biết. Dạ có biết. Nhưng mà mình không thể nào cai được. Dạ. Bởi vì mình đã quá rảnh. Tại sao lúc đó mình không nghĩ tới những cái chuyện khác? Ví dụ mình có thể đi tập thể dục nhẹ nhàng xung quanh nhà. Mình làm một cái gì đó khác. Mẹ em lại không cho ra khỏi phòng, cứ bắt ở trong phòng tránh gió. Mẹ em là kiểu kiên theo kiểu phong kiến ngày xưa ấy chị. Không cho tắm một tháng, không cho gội đầu một tháng, bắt ở trong phòng gì đó. Một tháng hả chị? Trời ơi, lúc đó là em bị khủng hoảng tinh thần luôn á. Cái đầu thì nó cứ ngứa, kêu mẹ con gieo lúa là nó mọc cây luôn á. Mà vẫn kêu mẹ đi gội đi, mày gội mốt mày nhức đầu, tao đâu có nhức đâu. Mẹ em nói vậy, sợ, không dám gội luôn. Rồi sau 3 tháng thì mình bưng con lên trên này. Bưng con lên đây. Và lúc đó thì có khó khăn chưa? Đã bắt đầu chạm vào khó khăn của việc chăm con nhỏ chưa? Đó là không có ai hết. Rồi sao? Tránh sinh. Em rất là sợ phân em bé. Em mà nhìn thấy là em sẽ bị nôn. Mà em không hiểu sao là lúc mà em nhìn thấy của con em á thì nó không có chuyện gì xảy ra hết. Đúng rồi. Bắt đầu em dọn rửa cho con xong rồi đặt nó nằm đó ngủ rồi chăm nó rồi bắt đầu đi giặt đồ đi nấu cơm. Nó không có cái gì gọi là nó phức tạp luôn á chị. Nhưng mà có cái là trong cái khoảng thời gian đó em không biết sao, bình thường nó rất là dễ. Mà tự nhiên có một mình em nó giống như thiếu hơi bà ngoại hay sao á, nó không chịu ngủ. Mà ru miết nó không chịu ngủ. Mà lúc đó ở trên thành phố thì nó rất là nóng rồi đó, nhà em chưa có lắp máy lạnh á. Trời ơi nó nóng kinh khủng nên là em bé nó lại khó chịu nữa. Nó đang bị viêm da cơ địa á chị. Là nó ngứa không chịu ngủ luôn. Nguyên một tuần đó em sa sút hẳn luôn, em không có làm gì nổi luôn. Em không có còn miếng sức sống nào hết luôn. Rất là mệt. Vậy sao mình không tranh thủ mà đi mua máy lạnh sớm ngày nào hay ngày đó chị? Lúc mà sanh xong á là một mớ tiền rồi. Nên là cũng không có còn kinh phí nhiều nữa. Nên là sau này, sau phải 4 tháng sau bắt đầu mới mua. Nhưng mà là cũng là mẹ chồng mua.
chứ không phải là mình tự mua. Dạ. Rồi cái giai đoạn mà đau đầu khi mà chăm con vậy nó cũng sớm kết thúc sau 4 tháng. Dạ. À, sức khỏe sau sinh của chị cho đến thời điểm hiện tại chị cảm thấy có gì thay đổi nhiều trong cơ thể mình không? Dạ, sau sinh thì em xuống ký rất là nhanh. Nó quay về số ký ban đầu rất là nhanh. Chị có bí quyết không? Bí quyết của em ăn rất là nhiều. Bí quyết ăn rất là nhiều. Thôi 11 giờ đêm em vẫn ăn mà em ăn cả tô cơm á. Chị là ngoại lệ rồi. Em ăn gấp 3 lần bình thường. Thực ra tùy cơ địa thôi em. Dạ. Tùy cơ, giống như cơ địa của em vậy đó. 5 tháng mà vẫn mặc đầm ôm đi đám cưới mà. Cứ rất là khó để nói rằng công thức này áp dụng cho tất cả mọi dạ, người. Chứ thử chị nha, tối nào quất tô cơm với chị coi. Chúng ta quay về nhân vật chính đi. Dạ, còn chuyện vợ chồng sinh hoạt sau sinh nó có thuận lợi không chị? Dạ, em nói ra thì chắc không ai tin. À, sao vậy chị? Tại vì từ lúc em có thai cho tới bây giờ thì hai vợ chồng không làm gì cả. Tới giờ luôn, tới giờ luôn. Tới giờ là con 9 tháng rồi. Con 9 tháng rưỡi. 9 tháng rưỡi, bà đếm từng ngày đó. 9 tháng 9 tháng 15 ngày. Cái này có kỳ không chị? Khoan, từ từ, 9 tháng 15 ngày, từ lúc em bắt đầu mang thai em biết là tầm khoảng 8 tuần. 7 tuần. 7 tuần, bà trả giá từng ngày luôn. Thì cũng đã là hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm rưỡi rồi. Dạ. Mình có chia sẻ với chồng mình rằng là ê, sao hai đứa mình ngộ vậy không? Có chị. Rồi phản ứng của chồng em là kiểu thương và chiều vợ, nên là vợ không chịu là chồng cũng thôi luôn. Ủa, như chứ vậy không thì có đòi hỏi. Như vậy thì hơn một năm đó là ngưng là tại em hay tại ảnh? Dạ tại em. Lúc mà em có bầu á là tại cả hai, tại vì sợ ảnh hưởng tới con. Còn lúc mà sanh ra rồi thì sợ em bé thấy. Xong rồi không làm gì luôn. Mới đầu nghe chị nói là nó ra không ai tin thì em tưởng là chị là một nạn nhân của việc chồng xa lánh. Nhưng không, chị là người xa lánh em chồng. Em xa lánh chồng. Rồi em có định cải thiện chuyện này không thôi? Dạ cũng có chứ chị, kiểu sợ không lẽ nếu mà mình không cải thiện thì chồng mình đi ra ngoài là sao? Vậy thì chị cảm thấy là chồng chị có tật xấu gì không? Dạ nói chung tật xấu thì nhiều lắm. Một bầu trời thương nhớ. Một bầu trời Đi làm về là ôm điện thoại. Không ôm điện thoại thì ôm laptop. Mà ôm điện thoại là đọc truyện, chơi game. Cái mà em đau đầu nhất là suốt ngày cứ coi siêu nhân. Năm anh em siêu nhân á chị. Coi suốt luôn. Buồn cái rủ con tới ngồi coi chung mà. Wow. Thằng con đâu chịu, nó đâu biết gì đâu coi. Nhưng mà em không có lo lắng đến là đến khi mà bạn nhỏ ở nhà càng ngày càng lớn thì bạn cũng có thể sẽ phải tiếp cận với điện thoại rất là sớm không? Và điều đó nó cũng không có an toàn lắm cho sự phát triển của con. Dạ em cũng có nghĩ tới chuyện đó mà. Từ lúc mà tự chăm con tới bây giờ thì ít đụng với điện thoại lắm. Tại vì mất thời gian đúng không? Thời gian đó mà. Cơ chế là vậy đó Thủy. Cơ chế đó là khi đủ bận rộn chúng ta sẽ không còn thời gian để dành cho điều đó nữa. Như vậy thì nếu như mà em đã cảm nhận ngay từ bây giờ là em vẫn không muốn con mình có cái thói quen đó hoặc là có xa vào cái chứng nghiện smartphone thì cái thời gian hoạt động dành cho con á mình phải tính một cách rất là chủ động. Nên bây giờ em đang cũng cố gắng lắm, cũng nói với chồng em là ít thôi để cho nó thấy là muốn nó sẽ học theo, tại con em học rất là. Chị chơi em thấy chị đứng thương bạn của mình như là họ tên tuổi mình. Anh ơi. Dạ. Để em nói lớn. Rồi, chị giới thiệu giùm em những thông tin cơ bản của chị nha, như là họ tên, tuổi, nghề nghiệp và chị đang ở đâu nha. Dạ. Em tên Võ Thị Hồng. Năm nay em 43 tuổi chị. Em đang làm nhân viên văn phòng. Em ở An Giang. Ở An Giang là chị đang ở với ai chị? Dạ. Chị đang ở An Giang với ai? Dạ sao chị? Chị đang ở An Giang với ai? Dạ em ở với hai đứa con của em đó chị. Con chị là con trai hay con gái của năm nay? Dạ một bé trai với một bé gái chị. Bé nhà chị đang bao nhiêu tuổi rồi, mình chia sẻ hỏi những câu chuyện của mình. Dạ chị nó lớn lên được không chị? Em không nghe rõ. Chị chút hỏi giùm em cái chút. Dạ. Chị ơi, chị nói tiếp giùm em đi chị. À, chị nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của chị giùm em nha. Dạ. À, nói chung là điểm mạnh của em là em thích nhiệt tình trong công việc, trung thực.
có tật xấu gì không chị? Mình chủ động chia sẻ cho em nha. Dạ có tật xấu có cái là hay nóng tính, Nóng tính ý nhất là chị làm cái gì? Mình dạ tuần. rất là giống như là rất là thẳng tính, ví dụ như cái nào sai thì nói sai, cái nào đúng thì nói đúng, chứ không có mà thiên vị về cái mặt tình cảm mà sai mà nói đúng. Nên là có những cái mà mình làm việc khi mà chung với nhân viên thì có đôi lúc người ta cũng khó chịu về mình, tại vì mình quá thẳng tính đó chị. Rồi mình nói về tình trường của mình giùm em đi chị. Dạ, tại em thì em ly hôn được 6 tháng rồi chị. Là giấy tờ rõ ràng chưa chị ơi? Dạ có rồi chị, có giấy ly hôn rồi hết rồi chị. Ừ, chị có con không? Rồi cuộc hôn nhân đó diễn ra bao lâu rồi, lý do gì sao chị ly hôn, mình chia sẻ cụ thể giùm em luôn đi chị. Em kết hôn được 16 năm. Khi mà khi đó thì em phát hiện chồng em có người khác ở bên ngoài, thì ban đầu cũng níu kéo để cho con nó có đầy đủ cha mẹ, nhưng mà níu kéo không được thì thôi, em cảm thấy em giống như đủ cái cảm xúc mà nó đau khổ quá thì thôi em buông, thì em quyết định ly hôn. Thì em lúc này thì em có được hai bé, một bé 14 tuổi và một bé 5 tuổi chị. Là đang sống với chị hết hả? Dạ, tại vì ba thì giờ hiện tại thì giống như đi theo người đó rồi nên không có chăm sóc được bé, với ba cũng không có nhận nuôi bé nào hết, nên là em nuôi hai bé. Ủa ra tòa là tòa không chia hả? Hay là sao mà là phải bắt buộc là chị phải nuôi hết? Giống như trước đó thì cũng có nói chuyện trước rồi thì ba nói là ba không có nuôi đứa nào hết, thì nên là con bé gái lớn đó thì tò có hỏi, nhưng mà lúc đầu thì ở nhà thì bé nói là bé sẽ theo ba, nhưng mà ba nói là ba không có nuôi đứa nào hết á, nên là có dạy bé là khi ra tò thì hỏi thì bé nói là đi theo mẹ, cho nên là thằng nhỏ thì 5 tuổi thì mẹ nuôi và Chị nuôi con ơi, bé nhưng mà đó. cái hôn nhân của mình á, mình nhìn lại là giống như 16 năm mà sao hai đứa con chồng giống như không nhận nha. Có nghĩa là chồng coi đó không phải con mình hay là sao? Không phải chị, tại vì hiện tại thì chồng cũng cũng thương bé, nhưng mà do là đi theo đi chơi suốt ngày đó rồi nên không có thời gian chăm bé, rồi em thấy thôi thì con gái nó cũng lớn rồi, mà nếu mà để cho ba nuôi mà ba đi chơi với mẹ, đi chơi với người thứ ba đó suốt thì bỏ bé thì cũng tội quá, thôi thì em thấy gì em nuôi luôn, tại vì ba cũng đi suốt mà ba không có ở nhà. Vậy Rồi, ba chắc thương ba bé thích là bé gì làm cái gì? Ba thương bé là như thế nào theo chị? Chứ còn như cái cách chị nói là không có thương bé đâu nha. Chị phải nhận định được cái vấn đề này. nói chung á là miệng á thì ba nói là ba thương con, nhưng mà thực tế á là ba không có nghĩ cho con chút nào trơn, tại cái lúc mà em có níu kéo lại thì em có nói là tại vì mình á thì có thể đi tìm người khác được, có chồng được, có vợ khác được, cái chuyện đó không có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà cái chuyện mà khi mà thôi ra rồi đó thì con nó chỉ chịu thiệt thòi thôi, thiệt thòi đủ thứ hết. Con nó thiếu thốn tình thương của cha của mẹ, sau này á lớn lên á người ta nhìn vào cái gia đình, con ông đó mẹ nó hai ba chồng hay ba nó hai ba vợ rồi cũng khó gả cưới, nhưng mà em níu kéo đủ đường hết nhưng mà không được, cho nên là nếu mà nói về cái mặt ba nói thương á thì thực tế ba không có nghĩ về cho con cái gì hết. Em cũng đã níu kéo, em cũng nói hết lời rồi, chỉ có một vợ một chồng thì mới nuôi nhau lúc cái Ờ, tuổi già. rồi ok chị ơi, bây giờ chia tay 6 tháng rồi thì ở ngoài có ba tìm hiểu sao mà chị tham gia chương trình bên em vậy? Sao chị nói sao chị? Em hỏi là ly hôn 6 tháng rồi chị, bên ngoài chị có quen thêm ai không hay tìm hiểu thêm ai không, lý do gì sao chị tham gia chương trình? Nói chung là hiện tại thì em không có quen ai hết trơn chị, nói chung em cũng rất là sợ, nhưng mà do em cảm giác nó buồn á, lúc nào em cũng mang cái tâm trạng buồn hết,
Thì em muốn tìm một người nào đó để mình ví dụ mình tâm sự cho nó lấp cái khoảng trống đó, nếu mà mình thấy hợp thì mình tiến xa hơn vậy thôi chứ em. Em hỏi cái này là hỏi thẳng ha, cái này trong vòng có 6 tháng thôi chị đã vượt qua cái cuộc hôn nhân đầu của chị chưa? Tại vì khi mà bước tiếp thì mà đến đây không phải là chỉ làm bạn thôi đâu, những cái là người có ý định là sẽ Như kết giống như hôn kiếm người để lấp lấp chỗ trống á, giống như trong kiếm người lấp chỗ trống đỡ buồn á, thì chị làm như vậy là rất là tội nghiệp cho cái anh tham gia chương trình, đúng tại vì rồi. ảnh là người thay thế, ý bạn ấy nói là vậy đó. Chứ mà ở đây không phải là chỗ chơi chị, có nghĩa là không phải lên để mình tìm một người cho đỡ buồn. Chị đỡ buồn chị ra chị kiếm người ngoài nhiều lắm, còn ở đây là nếu tầm tuổi chị là người ta đến đây người ta rất nghiêm túc, một trái tim nó gọi là không hề bị tổn thương, đã vượt qua được. Có những anh là vợ mất đã 7 năm rồi mới tham gia chương trình, thì họ phải họ tự sẵn sàng rồi họ mới dám tham gia, còn chị mới có 6 tháng thì chị ổn không? Với lại cho em hỏi thêm là 6 tháng thì cái giấy tờ của mình là đã ly hôn chưa chị, hay là mình mới ly thân thôi? Tại vì thường em thấy Ly cuộc ly hôn hôn rồi, là ly đã có hôn giấy rồi tờ luôn rồi tại đúng vì không chị? dạ có giấy rồi, tại vì mình thỏa thuận ly hôn thì nó nhanh lắm chị, tại vì ra trong vòng có mấy ngày là có giấy rồi. Nói chung là không có tranh chấp về tài sản, cũng không có tranh chấp về quyền nuôi con, cho nên là mình thỏa thuận nên là nó nhanh lắm chị, trong vòng có 8 ngày là có, khi mà ra tòa xong 8 ngày sau là có quyết định rồi. Dạ rồi thì là quay lại trở lại cái câu hỏi là chị đã dẹp hết nỗi của chị chưa nè đó, nhưng là tụi em chia sẻ ở đây là chương trình là không có quen mà đã tìm chơi thôi, mà ai cũng xác định là sẽ tiến tới hôn nhân, thì chị có sẵn sàng tiến đến một cái, ví dụ như anh đó đề nghị đến tiến đến hôn nhân thì chị có nghĩ là sẽ đến tiến đến không hay là sao? Và nếu em cảm thấy mà đủ sự quan tâm, mà đủ thấu hiểu, chia sẻ được thì em cũng có thể tiến tới chị. Tại vì cũng muốn tìm một người để nắm tay mình đi hết đoạn đường còn lại, nhưng mà cũng phải cho tìm hiểu thời gian. Ví dụ như em lên chương trình, nếu em cảm thấy người đó được thì cho em tìm hiểu. Nếu người đó đủ cái sự quan tâm, đủ thấu hiểu, đủ chia sẻ thì Rồi ok, em hiểu chị dạ. rồi. Nhưng mà ví dụ như mà chị tham gia thì con cái thì như thế nào? Nó có ủng hộ chị không? Gia đình chị có nói chưa? Hay là em hỏi thật? Nói chung là con á, thì nó còn nhỏ quá cho nên là có bé lớn á, thì nó hiểu chuyện, nhưng mà em chưa nói chị. Nên chia sẻ với con ha, tại vì có nhiều bé khi mẹ chia sẻ nó cũng chưa có muốn, là có ba rồi mẹ đi bước nữa đó, nên là chia sẻ thật, nên là mình cũng phải nói chuyện với con mình. Thì tụi em cũng ghi nhận cái thông tin của chị ở đây, bây giờ thì mẫu người mà chị mong muốn thì mẫu người đó như thế nào sẽ phù hợp với chị về ngoại hình, tính cách, mọi thứ. Nói chung là em thì em muốn một người là cũng không phải là giàu có gì lắm, chỉ cần biết quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu cho em. Ví dụ như có chấp nhận là mẹ đơn thân mà nuôi hai con vậy không? Thì ví dụ như người ta cũng ly dị, người ta đang nuôi con thì chị có chấp nhận không? Cũng chấp nhận chứ, tại vì mình hoàn cảnh của mình thì mình phải đặt mình ở cái vị trí của người khác, thì mình phải có cái sự thấu hiểu và chia sẻ thì mình phải chấp nhận, Rồi về chứ ngoài mình cũng như tuổi vậy, tác người công ta cũng như việc. vậy, rồi bắt người ta chấp nhận mình mà mình không chấp nhận người ta thì chắc không. Ừ rồi ok, thì về ngoại hình nè, tuổi tác nè, quê quán công việc thì chị mong muốn như thế nào chị nói luôn ha. Thì em muốn tìm một người giống như chững chạc, ví dụ như từ 45 đến 50 tuổi cũng được, có công việc ổn định chút xíu gì đó chị, cũng không cần giàu có lắm, miễn sao Công có việc công ổn việc định của ổn chị là công việc gì? Là ví dụ như ảnh làm tài xế thì được không? định. Có nghề nào khác không chị? Tại vì tài xế thì đi suốt, tại nhiều khi mình cần một người ở bên cạnh mình vậy đó. Tài xế thì có nhiều loại tài xế lắm, ví dụ người ta chạy xe du lịch đi thì người ta ai kêu người ta đi hoặc chạy ráp đi, tại vì đó cũng là công việc ổn định lắm.
Thì bây giờ nếu như mà chị không muốn thì chị phải cho em một cái tên là bây giờ chị thích những cái anh này làm người này người kia, chứ mà tại vì nói công việc ổn định nên tụi em đâu có biết công việc ổn định của chị là như thế nào. Chị hiểu ý em không? Dạ. Chị hiểu ý em không? Hiểu chị. Ví dụ như em thì hồi xưa giờ là em đi làm nhân viên văn phòng. Thì em gọi là cái công việc của em là nó cũng ổn định, là em suy nghĩ là có công việc ổn định là có cái thu nhập hàng tháng để ổn định vậy đó. Thì là cái công việc nào mà không có công việc hàng tháng ổn định nên là em mới kêu chị là cho em liệt kê một số, ví dụ như chị thích mấy anh đó làm nhân viên văn phòng, làm sale, làm kinh doanh, làm cái gì đó để mà tụi em biết rồi tụi em ghét đâu chị, chứ bây giờ chị nó cứ nói chung chung thì tụi em đâu biết, mà tụi em đưa ra một cái ví dụ tài xế thì chị cũng đâu chịu. Thì thôi làm bên kinh doanh hoặc bên mảng gì sale gì đó đi chị. Rồi chị có cầu gì nữa không ạ? Dạ Chị còn yêu cầu không gì chị, được dạ dạ không rồi chị. mình có tài lẻ hát hò gì đâu không chị? Em chỉ biết hát mà khi mà hát karaoke thì được thôi, chứ hát em không thuộc bài, không thuộc bài chị. Rồi nếu như mà có cơ hội mà được lọt vào vòng trong thì cũng cố gắng mà học bài một bài hát để hát tặng anh ha. Rồi em cảm ơn. Dạ. Dạ, em tên Trịnh Thị Thanh Tú, em 24 tuổi. Em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là em thì em tốt nghiệp chuyên ngành dược sĩ, nhưng mà em đang công tác tại trường cao đẳng y dược. Thì em hướng tới là em trở thành giảng viên đó chị. Mình công tác bên bộ phận nào em? Em bên phòng đào tạo ạ. Rồi mình chia sẻ về điểm mạnh điểm yếu của mình nha. Em về điểm mạnh thì em làm việc có nguyên tắc, em sống tình cảm, với lại em kiên nhẫn. Còn cái nhược điểm của em là em hơi nóng tính chút. Cái đóng tính em sao thể hiện thế nào? Thường thì em im lặng, em để em suy nghĩ lại thôi, chứ hiện tại thì em cũng chưa có cải thiện được nhiều cái vấn đề đó. Thường thì em sẽ dễ nổi nóng với những người thân của mình hơn là với những người xung quanh, với người ngoài ấy chị. Rồi em ví dụ một trường hợp cụ thể. Kiểu em hay kiểu em trai của em nó làm sai thì em dễ, tức là khi mà thay vì nói chuyện nhẹ nhàng khuyên bảo thì em lại dùng những cái từ nó mạnh hơn, câu từ nó mạnh hơn, nhưng mà với người ngoài thì em chậm lại, thì em nói chuyện em sẽ góp ý chứ em không có lớn tiếng. Ừ. Rồi, mình có tài lẻ gì không em? Ví dụ như là có ca hát hay là có nhảy múa rồi thể dục thể thao gì không? Em thì em có tập yoga. Ừ. Rồi, mình chia sẻ về đường tình duyên nha. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em thì quen có một người à chị. Em quen được 4 năm. Rồi mình cứ chia sẻ chi tiết đi em, rồi sao mà mình chia tay? Dạ tại quen xa nên chia tay cho chị, chứ cũng không có lý do gì lớn. Ừ. Vậy 4 năm đó mình có nghĩ tới chuyện kết hôn không? Dạ lúc đó thì chưa, tại lúc đó em quen là em cuối 2019, là lúc đó em cũng mới 19 tuổi à. Lúc đó thì em vẫn còn đi học. Lúc đó thì em chia tay là khoảng vào cuối, em học cuối năm tư á. Thì lúc đó thì vẫn đi học nên em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì thường thì em nghĩ là em sẽ đi làm khoảng 28, 29 tuổi thì em mới nghĩ tới chuyện kết hôn. Ừ. Rồi vậy mỗi người bạn trai mà em mong muốn thì sẽ như thế nào về ngoại hình và về tính cách? Ngoại hình thì em muốn bạn đó cao ráo một chút, không có quá mập, không có quá ốm. Gương mặt thì hơi nhiều một chút, không có bị hô, không có hói, da cũng đừng có quá đen. Ừ.
cười duyên, với lại cái gương mặt nhìn kiểu tri thức thông minh xíu. Chiều cao với cân nặng của em là bao nhiêu? Em thì 1m58, em 47kg. Rồi em còn mong muốn bạn trai điều gì nữa không? Ví dụ như là về công việc, tuổi tác hoặc là quê quán. Nếu mà được thì em muốn cùng đạo với em là theo đạo Thiên Chúa. Hoặc là bạn đó khác đạo nhưng mà đồng ý theo đạo cũng được. Tại em muốn hai đứa cùng đạo thì sẽ tốt hơn. Còn công việc thì nếu mà được thì em muốn bạn đó làm trong khối ngành sức khỏe giống như em. Hoặc là bên mảng kiến trúc. Tại em cũng thích vẽ tranh rồi này kia, nên là em cũng thích nếu mà có bạn trai làm bên kiến trúc. Còn không thì một công việc nào kinh doanh ổn định cũng được. À, với lại bạn đó gia đình, đấy là gia đình bạn đó quê ở đâu cũng được, nhưng mà sinh sống có thể là trong cái khu vực gần Đồng Nai hoặc là ở Sài Gòn hoặc là Vũng Tàu gì đó, thì nó sẽ gần với cái chỗ mà ba mẹ em đang ở hơn. Em muốn lấy chồng gần. Ba mẹ em đang ở đâu? Ba mẹ em ở Đồng Nai. Là quê em ở Đồng Nai đúng không? Dạ. Mà còn mong muốn gì nữa không em? Em không có thích bạn trai hút thuốc. Rượu bia một ít cũng được, nhưng mà có giới hạn. Tức là không có thể ngày nào cũng đi nhậu với bạn bè hay là lúc nào cũng tiệc tùng rồi này kia, thì không có bong, không có chơi cá độ, nói chung là mấy cái tệ nạn. Đó là em muốn người bạn trai của em là cái mẫu người mà sống tình cảm, sống gần gũi với ba mẹ, tức là có sự kết nối với gia đình, chứ kiểu mà không có nói chuyện gần gũi với ba mẹ thì em cũng không thích lắm. Thì còn về vấn đề kinh tế thì sao em? Ví dụ như anh đó là mỗi người của gia đình sống tình cảm và thích ở bên gia đình, nhưng mà kinh tế thì không có ổn định thì được không? Dạ không. Tính đến chuyện kết hôn thì em muốn kinh tế nó phải ổn định chút. Không phải gọi là khá giả nhưng mà có thể lo cho được cả hai, cho gia đình nhỏ. Hoặc là lo được thêm cho ba mẹ nữa thì tốt. Nhưng mà tối thiểu thì cũng phải lo được cho cái gia đình nhỏ của mình. Chị theo em thu nhập thì bao nhiêu thì mới gọi là đủ? Hiện tại đối với em á, nếu mà hai đứa nếu mà chưa tới kết hôn á thì lương chừng 10 triệu thì mạnh anh ấy lo thì ok, nhưng mà nếu mà tiến tới gia đình hôn nhân thì cái mức lương nó phải nâng cao hơn, thì ít rồi cũng phải 25-30. Rồi thì hôm nay là buổi nói chuyện đầu tiên của bên chương trình với lại Tú nha. Bên chị có được những thông tin của em rồi, nếu như mà có anh nào phù hợp thì bên chị liên hệ lại ha. Yeah.